Hello, Vườn Dạ Lan xin mến chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay là buổi tập thứ 6 Lan tập cho con Lan đi lái xe ha. Thì hôm nay theo như mà giáo trình á thì là mình sẽ chọn cái đường đi. Chọn cái đường đi thì nói chung là một quá là bé nó tự chọn cái đường đi nó cho nó là nó nghĩ là à tới phía trước nó sẽ quẹo trái hay quẹo phải. Rồi hoặc là Lan là cái người ngồi hướng dẫn nó thì Lan sẽ chỉ à tới cái đường phía trước là mình sẽ quẹo trái hay quẹo phải, cái đường đi của mình dự định thế như thế nào như thế nào như thế nào. Thì theo như trong giáo trình là như vậy, là nghĩa là cái đó là khi là mình đã ra đường rồi. Nhưng mà Lan sẽ dẫn tập cho con ở trong parking lot. Cái đường đi giống như vậy nhưng mà ở trong parking lot để cho an toàn, sau đó khi mà bé nó tự tin, đủ tự tin rồi Lan sẽ cho nó ra đường. Thì mời cô chú anh chị em cùng xem video coi Lan với lại con Lan nó sẽ tập xe như thế nào nha. Nhưng mà có thể, cũng rất là có thể là trong lúc chạy là Lan chỉ nó đi ra đường luôn nha. Mời cô chú anh chị em cùng xem nha. Thì đây cô chú anh chị em coi, đây là cái giáo trình, theo cái giáo trình của nó là cái mình sẽ có 3 tiếng đồng hồ ha. 3 tiếng đồng hồ mà một nó dành sẽ dành cho 3 ngày, 3 3 buổi. Nó cũng không có hẳn là một cho 3 ngày đâu, 3 buổi là 1 tiếng đồng hồ. Nó chia ra nè. Đây 1 tiếng đồng đâu, 1 tiếng đồng hồ, 1 tiếng đồng hồ và 1 tiếng đồng hồ ban đêm. 1 tiếng đồng hồ hai cái 1 tiếng đồng hồ dành cho cái daytime. Với là 1 tiếng đồng hồ dành cho cái night time là ban đêm, 2 tiếng này là cho ban ngày. Thì nó để vậy cho mình, nó mỗi cái một tiếng đồng hồ là mình để mình có thể mình chia ra, mình chia ra như ví dụ như 1 tiếng đồng hồ này là cái ngày khác, tiếng đồng hồ này là ngày khác, hoặc là mình cùng một ngày cũng được nhưng mà mình sẽ chia cái giờ ra. Đây cái time là cái giờ nè, mình chia giờ ra. Ví dụ như 1 tiếng đồng hồ đầu tiên là mình chạy buổi sáng lúc 9 giờ, 1 tiếng đồng hồ sau, 1 tiếng đồng hồ này á, là mình sẽ chạy buổi chiều lúc 4 giờ chẳng hạn. Rồi 1 cái tiếng bằng đồng hồ ban đêm là mình chạy 6 giờ cũng lúc mà 6 giờ chẳng hạn. Đó là những cái này là mình giống như là mình tự mình điều chỉnh thôi, mình rảnh lúc nào mình dạy nó lúc đó. Miễn sao á mình đừng có dạy nó một lượt 3 tiếng đồng hồ thôi. Nó chia ra như vậy để cho mình dễ ghi ngày, mình dễ ấy, tại vì nó biết là cha mẹ, thường là cha mẹ chỉ là rảnh giờ nào dạy giờ đó chứ sẽ không có dạy thẳng một hơi được, với lại dạy thẳng một hơi là cháu nó sẽ mệt á. Thì nói chung là Lan gọi cái này là giáo trình cho nó sang vậy thôi, chứ thật ra cái nó cũng chỉ là một cái bảng như vậy đây nè. Đó nó ghi á là cái buổi đầu tiên á là mấy tiếng đồng hồ, rồi cái công việc mình phải làm là gì 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 gì, nhưng mà nó không có diễn tả ra là cái công việc đó sẽ làm như thế nào. Thì cái đó là tùy theo kinh nghiệm lái của cái người mà người ta lái, người ta dạy đó, người ta nhìn vô rồi người ta sẽ chỉ thôi. Là cái buổi thì mấy tiếng sau là phải làm gì, mấy tiếng sau làm gì làm gì làm gì, nó liệt kê ra. Rồi xong rồi cái ngày đó, nó liệt kê từng 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 chút kìa đó, để cho mình ví dụ như buổi đầu tiên là ông xã Lan ổng tập cho nó nè. Là ổng ghi ngày ghi giờ, cái đây là thằng con Lan ghi chứ không phải là ổng đâu, chữ yếu xìu à. Ngày đầu tiên nè là giờ nha, ngày này giờ nè đó. Ngày thứ hai phía sau này á là mình phải ghi cái driver license đó, cái số gì quên này, số bằng lái xe của mình. Nhưng mà hiện tại giờ á là tại vì Lan đang tập lái cho nó, với lại Lan cũng quay phim á, nên hình thử ra Lan không có ghi cái số driver license của Lan với ông xã Lan vô. Tại vì cái này là để mình giữ cho tới khi mà mình hoàn thành xong 30 tiếng này mình nộp cho trường á, thì lúc đó là Lan sẽ điền thông tin đầy đủ cái số driver license vô đây. Còn hiện tại giờ Lan đang quay phim nên thành thử ra Lan sẽ không có ghi. Thì đang cho cô chú anh chị em mình tham khảo ở cái bảng nó như thế này đây. Lan gọi giáo trình cho nó sang vậy thôi, chứ thật ra nó không có gì hết, nó chỉ liệt kê vậy. Nhưng mà đúng ra là mình nhìn vô là mình rất là dễ hiểu, mình rất là dễ hiểu. Nó không có nói dài dòng, nó không có nói dài dòng như thế nào hết á. Rất là dễ hiểu luôn. Trời, hiện tại là đang mưa lất phất, với lại hiện tại
7 giờ là 8 giờ nên mặt trời bắt đầu xuống rồi, đang chạy ở cái chế độ night time để đèn. Bữa nay là bé chạy, bắt đầu chạy ra cái đường nhỏ gọi là cái đường bên hông của trường học á, tới chỗ này stop, xong rồi quan sát xe, xong rồi bắt đầu chạy vô parking lot. Tại vì mưa lất phất nên phải để cho cái cần nước gạt nước cho nó nhìn thấy đường. Bữa nay chạy đạp ga rồi này kia ok. Thì là cũng hơi giật giật nhưng mẹ vẫn yên tâm về cái tay lái hơn nhiều rồi. Đây bé tự tìm cái định hướng cái đường bé chạy, không có còn kêu là phải làm như thế nào nữa. Đúng rồi, dừng cầm Disney quan sát hai bên. Không phải là nó ấy đâu, mà tại vì thì cái người ta là cố tình người ta làm cho nó dằn á, để cho xe nó chạy á, đừng có chạy smooth quá, chạy bon nó sẽ nguy hiểm. Thường là những cái đường đó, họ cố tình họ làm cho nó hơi dằn xíu. Đây là giờ là bé nó chạy đường khác, nó chạy đi theo cái hướng ra phía sau lưng trường, cũng coi như là đã đi chậm lại tí xíu con lúc mà quẹo. Chậm lại tí xíu để cho nó đừng có bị giật á. Rồi ok, good job. Ở đây cũng được xem giống như là ở phía ngoài nhưng mà đều không có xe, tại vì cái này là vẫn còn trong khuôn viên trường học. Ok rồi, nào khi mà mình muốn đậu bên cái parking lot phía bên tay trái, ok, thì mình xe mình phải ở bên tay phải thì mình mới rộng đường mình đi qua được. Ok, giờ mẹ đi lên nè. Mẹ chu cái number 557, ok? 557 thì mẹ không có chạy tới 557 mà mẹ vô. Mẹ mới tới 556 phải không? Bắt đầu mẹ bỏi bé vô nè. Bẻ vô từ từ. Đó, go, con thấy cái đầu xe bắt đầu nó go half của cái 557 đúng không? Xong rồi bắt đầu bẻ cái đầu xe vô từ từ nè. Đó, mới bắt đầu là xây hết bánh xe. Để mình đừng có đụng cái, mình tưởng tượng ra cái 558 là nó đang có một chiếc xe. Để mình đừng có đụng cái vô cái đít xe nó, ok? Giờ vậy là đụng rồi đúng không? Tại vì cái bật lưng lót này nó hơi nhỏ. Bây giờ mẹ sẽ move xe ra, mẹ bẻ cái tay lái, mẹ bẻ cái wheel lại để cho mẹ go cái đít xe của mẹ ngược lại nè. Go cái đít xe của mẹ ngược lại tí xíu. Đó, chân thắng phải cho vững, ok? Rồi, xuống. Đây, cố gắng bẻ vô chân thắng trụ cho nó vững để cái xe của mình nó vô theo cái ý muốn của mình. Nó nhanh chậm hay này kia mình bẻ đầu xe đó. Đó, con vô càng chậm thì nó càng chuẩn xác. Đó, giờ thấy cái đầu xe con thấy nó ngay chưa? Ngay rồi, ok. Giờ bẻ cái vô lăng lại, bẻ cái wheel lại cho nó thẳng, go straight. Rồi bây giờ nè, phạt lại, check
check dưới đất coi coi nó ok chưa. Đây check là bánh xe là vô thẳng. Cái này là cần phải lên tí xíu nữa. Lên tí xíu nữa. Lên tí xíu nữa. Thì cái số này là số 557 557. You lighten the turn. Ok, giờ mình đi ra nè. Đi ra nè để reverse, ok. Bắt đầu để giữ cái wheel, cái tay lái, cái vô lăng cho nó thẳng. Đó, nhả nhẹ chân thắng ra cho xe nó move từ từ, rất là chậm. Rất là chậm luôn. Đó, là nửa đầu nửa chiếc xe đúng không? Con ra được phần nửa half chiếc xe rồi, bắt đầu con mới turn cái wheel nè. Con turn cái wheel từ từ, nhả chân thắng ra rất là chậm luôn. Turn cái wheel ra từ từ. Xe của mình hơi bị hụ ga đó, thêm cái wheel ra từ từ con nhìn. Con nhìn cái tốc độ, tại vì cái parking lot này nó rất là gần nên á con ve nữa là nó sẽ đụng cái đầu xe bên kia. Ok, con ra được ngoài cái parking này đúng không? Ok, giờ con chỉnh lại, con để xuống right nè, chỉnh cái đít xe lại. Thêm cái wheel lại, thêm cái wheel lại. Ai da. Chậm thôi, đó. Xong, một chút xíu thôi, chỉnh tí xíu thôi. Xong bắt đầu cái chỉnh cái đít xe lại nè. Tại vì cái parking lot này nó rất là short luôn, nó rất là ngắn luôn, nó hơi khó. Nhiều cái parking lot nó rộng thì con rộng đường hơn. Rồi giờ thêm cái wheel ngược trở lại nè. Con phải, bởi vì mẹ mới nói con là con phải đạp thắng á. Con đạp thắng cho kỹ á. Đó, thấy không? Khi mà con đạp thắng kỹ á, con thân cho nó mua từ từ á, là con mới control được, con mới feeling được là nó à, bắt đầu mình giờ mình từ từ mình trả vô lăng lại, giờ mình đi nữa. Ok. Vẹo nè, rớt cái phone nè. để mẹ vẹo thật là chậm nếu thôi, rớt cái phone của mẹ mẹ không có gắn vô được. Ok, dạ thôi được rồi, con kể đây. Rồi giờ mẹ sẽ vô cái parking lot là 575, ok. Là mình muốn vô parking lot mé bên kia là mình phải nằm mé bên đây mình mới vô được. Đừng bao giờ là mình đang nằm ở mé bên đây mà mình vô parking lot mé bên đây là mình không vô được. Trừ trường hợp là những cái parking lot mà nó làm xéo xéo, nó cho con chạy quanh quê là con chạy thẳng vô trong cái parking lot luôn, con không phải chạy quẹo vô ngang. Ok. Giờ nè. Đó, bây giờ là mày chạy tới half cái 574 phải không? Go tí xíu nữa, hồi nãy mẹ ron á. Nè, đúng rồi. Cái đầu xe mẹ ngang với cái vạch. Đây, cái đầu xe của mẹ ngang với cái vạch trắng của cái thằng 575, ok. Rồi. Mẹ vô parking lot cũng không có kinh nghiệm lắm đâu. Bây giờ mẹ để nhanh nè. Nhưng mà mẹ show con cái mà mẹ có thể mẹ làm được thôi, the best I can do thôi. Ok, đấy, đầu xe đạp thắng cho kỹ, đầu xe vô từ 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 đó. Con hơi xéo xéo lên tí xíu để hơi là mình tưởng tượng hai bên nó vẫn còn đang có xe nha. Đó, xéo xéo vô chút xíu để cho xe nó vô. Rồi con thấy xô vô gần tới rồi nha, chưa tới cái nút trên đâu, thấy vô gần tới rồi. Giờ bẻ đầu xe lại nè, đó, thấy ngay chưa? Ngay rồi thì để cái wheel cho nó go straight. Đây cái wheel của nó thẳng là nó cái này nè. Nó sẽ thẳng ngang vậy nè với lại cái phía trước. Ok, cho nó lên tí xíu nè, cho nó lên tí xíu. Trả lại, cho nó lên tí xíu. Giờ mình ra check. Ok, rồi giờ con đi xuống đây, con phạt lại, con đi xuống, con ra đầu xe, con nhìn, con kiểm tra hai bên coi con vô ngon lành chưa. Đi rồi bước ra ngoài luôn con, bước ra ngoài luôn mình mới biết được là cái xe của mình nó đang nằm ở cái vị trí nào.
Rồi ảnh vô ngay chỗ này nên hình thử là bắt buộc ảnh phải da lại. Nó tự ảnh da. Hồi nãy mẹ chỉ mới có lần để coi coi giờ da làm sao nè. Ok, control chân thắng cho nó good. Rồi ra từ từ. Ừ, khi mình da này hoặc là mình vô parking lot thì rất là chậm. Control chân thắng cho nó good. Ra halfway. Ừ, nửa đường của cái parking lot mới mới được mua xe. Nửa con, mới có tí xíu à. Ok, good. Rồi, giờ thân cái wheel đi. Thân cái wheel là cái vô lăng. Ừ, con muốn qua hướng nào thì con nhìn cái đít xe. Con nhìn kính hậu. Move too fast. Too fast là nó đụng nha. Tại vì parking lot này rất là ngắn. Ờ, ra được rồi phải không? Rồi, đúng rồi đó. Giỏi. Chỉnh lên. Chỉnh lên. À, bẻ nhiều lên. Bẻ nhiều lên. Bẻ nhiều lên. Ờ, đó, đó. Có chừng đụng vô xe người phía trước. Ok. Rồi. Giờ mua lại, bẻ bẻ lại. That's why mẹ mới kêu con control chân thắng cho nó chặt. Để con turn cho nó. Đó, 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 đó. Đúng rồi đó. Thôi control chân thắng cho nó chặt là good. Được rồi, giờ bắt đầu là mua được rồi đó. Ride được rồi đó. Turn faster. Ok thôi chứ chưa được nha. Nếu mà có xe là vô đích xe người ta rồi. It's okay, but the first time vậy là very good. First time, lần đầu tiên mà con làm được vậy là con làm rất là good rồi đó. Mẹ nhiều khi mẹ còn chưa làm được mà mẹ làm lọng cọng thấy mồ luôn. Nhưng mà I do my best. Mẹ làm cái gì mà tốt nhất có thể thôi. Good job Nguyên. Giờ chạy một một tour xuống dưới kia đi ha. Xong chạy lên. Ôi ơi, hoàng hôn xuống đẹp quá, dễ thương quá. Đó, hai mẹ con đang chạy, đang tập. Cái buổi này là buổi tối. Rồi thì chắc là Lan xin phép kết thúc video ở đây. À, cái buổi tập lái của hai mẹ con ngày thứ sáu là vẫn là cho ôn lại ha. Rồi bé nó tự tìm cái đường đi, nó định hướng cái đường đi trong đầu của nó là tới phía trước là phải đi đâu, rẽ trái hay rẽ phải, phải đi đường như thế nào á. À, thì hiện giờ là bé nó đang đi vòng vòng trong trường là nó đã đi qua cái những cái con đường khác, vẫn còn là ở trong khuôn viên trường chứ chưa có ra đường, nhưng mà những cái này là những con đường trong trường á, thì nói chung là nó cũng khá ổn. Với lại ảnh tập được vô cái đậu xe vô parking lot của trường, tại vì cái parking lot của trường nó cũng rất là khó, là xe đông á nên họ vẽ những cái vạch vạch đó nó khá nhỏ, với lại cái khoảng cách giữa mé bên đây với mé bên kia nó khá gần á nên vô rất là khó. Có những cái chỗ siêu thị này kia họ vô dễ hơn, là tại vì họ làm cái parking lot xéo, là mình chạy theo đúng cái đường của mình chỉ có việc chạy thẳng vô thôi, chứ mình không có phải là mình đi vô nó khó khăn như vậy. Thì nếu mà nó vô được đẹp như vậy thì Lan hy vọng là nó ra những parking lot lớn nó sẽ vô rất là dễ. À, Lan không dám kêu nó chào tại vì để cho nó tập trung, để cho nó tập trung nó lái. Thì thôi, Lan xin phép được kết thúc video ở đây. À, xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị em đã ủng hộ và theo dõi Lan trong suốt khoảng thời gian qua nhé. Xin cô chú anh chị em hãy theo dõi và ủng hộ Lan về sau sau nữa nha, để cho kênh Lan càng phát triển hơn nữa. Thì nếu mà thích video thì xin cô chú anh chị em hãy cho Lan xin một like, một chia sẻ nha. Cô chú anh chị em nào chưa đăng ký thì đăng ký giùm cho Lan nha. Còn cô chú anh chị em nào mà thương kênh Lan thì giới thiệu cho người này người kia biết tới để mà đăng ký kênh Lan để kênh Lan phát triển hơn nữa nha. Rồi, hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau nha. Lan xin cảm ơn con, say bye bye Nguyên. Bye bye. Con cảm ơn cô chú, ông bà, cô chú, bác đi. À, cảm ơn ông bà chú Ông bà, cô chú, anh chị em. Ông bà, cô chú, chị em. See you next video.